Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hình ảnh phối cảnh tương lai bên trên nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1, tuyến Bến Thành Suối Tiên. Nhà ga này cùng với ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son là các ga ngầm của tuyến metro số 1. Nhà ga Bến Thành thuộc tuyến metro số 1, tuyến Bến Thành Suối Tiên hình thành được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài phục vụ hành khách tuyến metro số 1, ga ngầm Bến Thành còn là điểm trung chuyển kết nối các tuyến metro khác như tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên và tuyến metro số 4 Thạnh Xuân, khu đô thị Hiệp Phước. Nhà ga trung tâm Bến Thành được thiết kế ngầm dài 236m, rộng 60m, độ sâu khoảng 32m, gồm 4 tầng với các công năng sử dụng phù hợp với mỗi tầng. Không chỉ là đầu mối kết nối nhiều tuyến metro để phục vụ nhu cầu của người dân, ngoài nhà ga ngầm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng trung tâm thương mại ngầm Bến Thành tích hợp tại đây. Theo thiết kế, trung tâm thương mại ngầm Bến Thành có quy mô khoảng 45.000m², gồm khu vực cửa hàng thương mại rộng 18.400m², hành lang và quảng trường ngầm 21.500m², tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Trung tâm thương mại ngầm này sẽ được triển khai đồng bộ với gói thầu 1A của tuyến metro số 1 nhằm giảm thiểu tác động đến việc đào lấp đường hai lần trong quá trình thi công, cũng như tránh ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 khi đi vào hoạt động. Đến nay, tổng khối lượng của toàn dự án tuyến metro số 1 đã đạt 84,26%.